4 cân. 4 cân. 4 cân mà nhân với 20 triệu thì tính ra cùng này là 80 triệu. Alo. Vâng, đúng rồi anh. Anh ở nhà em á. Đây em ở bên tượng đây mà. À, anh đi ô tô à? Vâng. Thế là ngày hôm nay có một ông anh đến đây ô tô. Vâng, em chào anh. Vâng. À, em giúp xem cho anh cục này gỗ sưa. À từ từ, anh cầm em tiện thể em làm clip đi. Đây, anh đeo giúp em cái mic nhá. Dạ. Nghĩa là đây là anh bảo là gỗ gì nhỉ? Gỗ sưa. Sưa. Anh ở đâu tới đây? À, bên Yên Phụ. Yên Phụ à? Bắt đầu thế thì anh cứ vào đây em kiểm tra cho anh. Đây là gỗ sưa đúng không anh? Anh bảo là gỗ sưa thì mùi hương thơm nó đặc biệt lắm anh ạ. Thì đây là một cái phôi gỗ đây. Thực sự ra là nhìn bên ngoài thì cái đầu vân này. Em nhìn sơ qua đây thì nó có cái vân gỗ nó rất là xoắn này. Đấy, nó nhỏ như này thì thường thì đây là một cây gỗ già lâu năm. Và thứ hai là có thể là phần rễ thì cái vòng vân nó sẽ xoắn như này. Và đặc biệt thì cái phần rác bên ngoài thì đây, phần rác trắng. Rác trắng này thì và nhìn mục hết rồi này. Mục rồi này. Mục thì đây là cây này để lâu lắm rồi này. Đấy. Cái này nó để màu lâu. Sắc thì cái này thì chắc là anh vừa xẻ ra hay là cũng vừa mới cắt ra xong. Ờ. Thì đây thì cái này là cái màu của nó sẽ là màu hồng. Đấy. Để em tạc ra một chút nhá. Rồi. Cái chất gỗ này thì khả năng em nghĩ cũng là đanh thôi bởi vì là cái đầu vân này nó rất là mịn. Đây, đấy, thấy chưa? Nghe tiếng kêu của đục thôi thì mình thấy được cái chất gỗ là rất là đanh cứng rồi. Và cái đường vân này nó rất là mịn thì đây cái loại này là họ nhà đậu anh ạ. Và màu hồng này thì chỉ có một là cẩm hai là hương thôi. Sưa thì em nghĩ chắc không phải đâu. Em ngửi mùi thơm thôi này. Đấy, em ngửi giúp anh cái. Mùi này thì đây là nó có một cái mùi gọi là hơi thơm nhẹ. Nhưng mà nó có kiểu là mùi nó hơi có vị hắc. Hạt này đây là gỗ hương anh ạ. À, không phải sưa đâu. Thì loại này thì nó sẽ là cho vào nước ấy, nó sẽ là chuyển sang cái màu xanh. Xanh, đấy, xanh bạ chè. Anh đã cho vào nước chưa? Chưa cho vào được. Thì đây, thấy chưa? Để kết luận là chính xác hơn hay không ấy. Ví dụ như này là em qua cái mùi hương thơm và màu sắc và đường vân này thì cũng kết luận đến tầm độ là 97-98% rồi. Nhưng bây giờ thì anh mang vào đây để em cho vào nước. Đây, em cho vào nước thì nó sẽ có kết luận và chính xác hơn. Anh vào trong này nhá, thì em sẽ kiểm tra luôn. Thì có cái kết luận ngay anh ạ. Muốn cho anh em xem và test luôn. Không nhiều khi mọi người bảo mình để đoán mò. Thì đây. Thì thông thường ấy, nếu như mà cho vào nước ấy, kể cả nước nguội thì nó cũng sẽ là đổi màu sang màu xanh. Thì đây như em muốn là cho vào cái nước nóng như này thì tốc độ là cho anh thấy được là nó nhanh hơn. Dạ. Xem có đúng hay không. Còn phỏng đoán của em thì như vậy đó là tầm 97-98% rồi. Và em tạc trực tiếp luôn. Dạ. Rồi nhá. Tạc thêm tí nữa này. Đây, anh nhặt anh cho đây cho em. Mà anh thấy chưa? Bắt đầu đổi màu đấy anh ạ. Em cho vào khoáng nhé. Đây. Nên màu rồi. Đúng không anh? Nên màu rồi. Nó có màu kiểu hơi xanh kiểu bã chè đúng không anh? Hơi màu. Đấy thì khi cho vào nước như này là em đã kết luận được rồi thì đây là gỗ hương. Và cái chất này thì đây là cái gỗ hương của Đông Dương. Anh nhìn cái màu ra màu xanh đúng không anh? Màu xanh. Đấy. Thì là không phải gỗ sưa đâu. Anh là chắc là chưa nhìn gỗ sưa bao giờ đúng không anh? Đúng rồi, anh chưa nhìn gỗ sưa thì anh tưởng là cục này nó là gỗ sưa. Đây, đây đúng rồi. Nhân tiện đây là có cái bức này gỗ sưa này. Anh cảm nhận đấy. Đây là gỗ sưa già Quảng Bình này. Cái này thơm. Nó thơm, nó mùi nó thơm nó thơm mát khác. Hơn đúng không anh? Thơm là thơm mát. Còn cái cây này của anh ấy, nó thơm nhưng mà có kiểu là vị nó hơi hắc. Đúng rồi, nó vẫn hơi hắc hơn. Nó lo như thế anh ạ. Đây là gỗ hương của Đông Dương anh ạ. Hương Đông Dương này. Vâng.
Ê, ảnh cứ tưởng gỗ sư à? Vâng. À bởi thế cái này thì bao tiền ạ? Thế bây giờ thì em cứ cân cho anh nhá. Đây, em sẽ cân luôn cho anh này. Đây nhá. Đây. Cái này của anh là 4 cân. 4 cân. 4 cân mà nhân với 20 triệu thì tính ra cùng này là 80 triệu. Nhưng đấy là phải là cái phôi gỗ xưa già vân tím rồi anh ạ. Cái thời điểm nó cao nhất, đỉnh điểm nó sẽ lên đến 20 triệu một cân. Như cái này, phôi này của anh là gỗ hương của Đông Dương. Thì như cái cục này của anh đây thì cái phôi gỗ nó rất là nhỏ, như này nó chỉ khoảng tầm độ là 60.000 một cân thôi. Thì nhân lên nó khoảng 60.000 mà nhân thì là 4 cân thì có 240.000 anh ạ. Và nói này thì em cũng không thu mua. Thế thôi thì anh cũng thông cảm với em anh nhá. Đấy. Thì là như thế, đây là gỗ xưa nó khác. Thì đây này, em cho anh xem này. Thì ví dụ những cái vòng gỗ xưa ấy mà em thu mua ấy ở đây thì em sẽ lựa ra những cái chất gỗ nó chất tím. Đấy, vân gỗ đây nó tím nhầy để em tiện ra những chiếc vòng để cho khách hàng chơi và giao lưu, thì khách hàng rất là yêu thích. Và một cái thứ hai nữa là em cũng thu mua cái dòng gỗ Hoàng Đàn Tuyết Đằng Sơn đây, cho anh cảm nhận luôn. Cái loại này em cũng đang bán rất là nhiều và khách hàng rất là yêu thích. Thơm hết. Loại này là thơm hơn cả gỗ xưa cơ. Loại này là mùi hương thơm, là vị của nhân sâm. Đây, đặc biệt thì đây nó có lên cả tuyết này. Thơm hết. Đấy. Cái loại này là vòng hàng chìm, hàng siêu cấp, còn đây là hàng thường. Thấy anh thấy không? Nổi thơm đấy. Đấy, thì đấy là những cái chiếc vòng mà khách hàng rất sướng. Đấy, thì là còn đây cục này của anh là gỗ hương thôi chứ không phải là gỗ xưa anh nhá. Thế anh cứ tưởng gỗ xưa. Vâng. Thế thì anh mới phải nhờ em. Vâng. Kiểm định họ cho anh xem là cục này nó là dòng gỗ gì. Vâng vâng. Thế nhá anh nhá. Thì thôi thì nhân tiện đây thì ngày hôm nay anh đến chơi và cũng đợt này cũng là Tết Nguyên Đán. Sắp tới thì thôi em cũng có một cái phong bao lì xì là gửi tặng anh nhá. Thôi em ạ. Không sao đâu anh ơi, bởi vì là tất cả là khách hàng của em đến đây ấy, và thứ hai là mọi người đến nhờ kiểm định gỗ ấy, thì em cũng là đều gửi tặng mọi người một phong bao lì xì để chúc anh là Tết Nguyên Đán là nhiều may mắn và sức khỏe anh ạ. Anh cầm giúp em nhanh nhá. Ờ thế anh xin chú nhá. Dạ vâng, không có gì đâu anh nhá. Vâng vâng, thế nhá anh nhá. Vâng.